Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Chiến lược chống dịch cần thay đổi nhanh và sớm từng ngày. Nguồn tin từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Minh Phúc. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đây là bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Minh Phúc, cựu chủ nhiệm Bộ Môn Nhi, cựu trưởng khoa y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi giai đoạn chống dịch cần có một ưu tiên và chiến lược khác nhau. Trước đây, chiến lược của chúng ta là đúng và thích hợp khi một số ca nhiễm ít, nên đạt được những thành tựu đáng kể. Nhưng gần đây, dường như chúng ta bị trễ một nhịp trong chiến lược. Tôi đã góp ý qua báo tuổi trẻ ngay từ đầu dịch và thấy hầu như đúng 100%. Lúc lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tôi đã đề nghị chặn ngay các chuyến bay từ hà nội đà nẵng về sài gòn nếu không thành phố sẽ vỡ trận như ấn độ nhưng điều đó không được thực hiện vì một lý do nào đó khi số ca nhiễm tăng nhanh thành phố tập trung vào các khu công nghiệp tôi cũng đã dự đoán dịch bắt nguồn từ các chợ đừng bỏ qua các chợ phải kiểm soát ngay các chợ vì công nhân không tự nhiên mắc bệnh họ phải lây từ cộng đồng mà chợ là nơi phòng dịch lỏng lẻo nhất do ý thức của những người lao động nơi này thấp. Tôi quan sát thấy khi đi chợ và lại giao thương ở những nơi này quá lớn và điều đó thực sự đã xảy ra. Khi đó, tôi đã đề nghị hãy tầm soát toàn dân thành phố, bắt đầu từ những quận huyện nguy cơ cao, nhưng mãi tới bây giờ khi tình hình nghiêm trọng thì việc này mới bắt đầu. Giờ đây, tôi cũng tiên đoán rằng việc khai báo y tế và truy vết không còn là chiến lược thích hợp vì cả thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đều là vùng dịch rất nhiều f không không có triệu chứng vậy thì khai báo y tế có nghĩa gì giống như tổng thống Trump từng nói càng làm test nhiều thì tỷ lệ mắc càng tăng những tỉnh thành khác tỷ lệ mắc bệnh thấp nhưng vẫn chưa chắc vì không tầm soát diện rộng đến khi bùng như thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không có gì cả nổi. Vậy, chúng ta luôn đi chậm hơn một bước. Vaccine là chiến lược ưu tiên, nhưng hiện nay với tình hình khan hiếm vaccine, không phải muốn là có ngay. Có rồi triển khai cũng không hết ngay được. Vậy, trong thời gian này, chúng ta phải làm gì? Chính phủ không thể lo cho hết F0, F1, F2 được. Ngành y tế cũng vậy. Chúng ta phải lựa chọn. Tôi nghĩ chúng ta chọn F0, cách ly và tập trung cho bệnh nặng, giảm tử vong. Hiện nay, con số này ở thành phố đã lên tới lớn hơn 5.000, tương đương sẽ có ít nhất 15.000 cho đến 20.000 F1, 30.000 cho đến 50.000 F2. Nếu phân bố nguồn lực cho các đối tượng như nhau, sẽ tiêu phí rất nhiều nguồn nhân lực và vật lực. Tính chi phí hiệu quả rất thấp. Sẽ có nhiều sai lần F0 trong cộng đồng chưa hoặc không được phát hiện vì không có triệu chứng. Đối với nhóm này, làm sao để phát hiện nếu họ không đi kiểm tra sức khỏe ở cơ sở y tế hoặc tự chữa tại nhà? Vậy thì tốt nhất hãy để cho các silent F0 tự phát hiện và bảo vệ cho người thân của họ bằng cách nào bây giờ? Theo tôi, ngoài việc tập trung truy vết diện rộng đang làm, chính phủ cần mua và phát triển test nhanh kháng nguyên rộng rãi trong các cơ sở y tế tư nhân và y tế công, từ cơ sở đến địa phương, kể cả các pharmacy, dù nhẹ không cao nhưng mà dù sao cũng có tầm soát được khoảng 70%. Bán tự do và rộng rãi các xét nhanh này như Singapore và Anh, khi đó thì người dân tự kiểm tra sức khỏe. Khi biết dương tính, họ sẽ đến cơ sở y tế để trách lại bằng các xét nghiệm RT-PCR, hoặc ít ra thì họ cũng sớm tránh tiếp xúc với người thân, hạn chế lây lan. Trong trường hợp nếu họ không vào cơ sở y tế vì không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì cũng không sao, vì họ sẽ tự cách ly với người thân theo khuyến cáo. Chúng ta có muốn lo hết cho F0 nhẹ và F1 cũng không làm nổi nữa rồi. Vậy hãy huấn luyện cho người dân bằng cách quy mô và rõ ràng. Riêng các cơ sở y tế hiện nay không thể tránh việc ép không vào khám và nằm viện. Nếu cứ cấm tất cả các bệnh viện, các khoa thì chính người bệnh và thân nhân là lao đao và khổ nhất. Vậy, tất cả những bệnh nhân đến các cơ sở y tế khám đều bắt buộc phải làm test nhanh để phân luồng sớm ngay từ đầu trước khi vào để gặp nhân viên y tế. Trừ khi bệnh nhân vào cấp cứu thì làm ngay tại khoa cấp cứu. Nếu được thì đăng ký mua máy test hơi thở của Singapore để phát hiện nhanh F0. Với độ nhạy và đặc hiệu cao lên đến lớn hơn 90%, trang bị cho tất cả các bệnh viện công, cơ sở y tế tư cũng có thể mua được. Với giá cả này thì cơ sở y tế tư nhân dư sức mua và dân thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng trả tiền cho các test nhanh và test hơi thở kiểu này. Bệnh nhân nghèo thì có hệ thống trợ giúp xã hội lo như trước vẫn làm. Chiến lược chống dịch cần thay đổi nhanh và sớm từng ngày, nếu không tốn rất nhiều tiền và công sức nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Minh Phúc, Chiến lược chống dịch cần thay đổi nhanh và sớm từng ngày. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.